Ngày 18 tháng 11, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra thực tế hiện trạng sạt lở bờ sông Ra và hiện trạng hư hỏng kè chống sạt lở và tình hình sạt lở bờ biển tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Qua theo dõi, khu vực sạt lở bờ sông Ra có nguy cơ ảnh hưởng 20 hộ dân, các công trình công cộng. Trường mầm non xã Ba Ngạc bị sạt lở đổ sập bức tường rào, xói lở đất rất nguy hiểm. Ông Phạm Văn Thương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Ngạc đề nghị các cấp xem xét nghiên cứu, đầu tư kè chống sạt lở, nhất là tại các khu vực xung yếu, khu vực đông dân cư. Về lâu dài, ông Phạm Xuân Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Tơ cho biết, huyện đã tính đến di dời các cơ sở trường học, trạm y tế. Tuy nhiên do nguồn kinh phí lớn, nên huyện đề xuất kè chống sạt lở để bảo vệ các công trình hạ tầng xã Ba Ngạc. Chiều cùng ngày, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh cũng đã kiểm tra thực tế tình hình hư hỏng công trình kè chống sạt lở bờ biển tại tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ. Công trình này được đưa vào sử dụng năm 2019. Tuy nhiên do tình hình biến đổi khí hậu, triều cường, mưa bão gây hư hỏng, sụp lún kè. Hiện tổng chiều dài sạt lở khoảng 400m, ăn sâu vào đất liền nhiều đoạn từ 20m đến 50m, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 11 hộ dân với 47 nhân khẩu. Trong đó có 2 nhà bị sạt lở đổ hoàn toàn, 9 nhà có nguy cơ tiếp tục đổ. Ủy ban Nhân dân thị xã Đức Phổ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư xem xét cho chủ trương, bố trí kinh phí khắc phục khẩn cấp, kè chống sạt lở bờ biển tổ dân phố Thạnh Đức 1 với chiều dài tuyến khoảng 1.000m, kể cả kè đã có.